years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot. I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftop, right on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be trong cái bài của em thì mấy cái kỹ thuật anh thấy nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên anh thấy một dancer làm. Vâng ạ. Vì nó rất là tươi trên sân khấu và tươi cho ban giám khảo, có thấy một cái gì rất là mới luôn. Và nếu mà nói về cái động tác của em, mấy cái động tác đương đại, cái động tác thở và động tác kỹ thuật thì nó thiếu nhiều. Dạ. Có nghĩa là đây là bạn ấy làm cái thể loại mà sở đoản nhất mà còn tốt như thế, thì chắc là cái sở trường mà hip hop hay là các thể loại khác thì chắc là còn tốt hơn. Em cảm ơn ạ. Về đương đại thì anh không biết nhiều. Vậy thì anh đứng tư cách là một khán giả, và khi là một khán giả thì thích điều đó. Các bạn thích đúng không? Các bạn hét. Vào vòng trong rồi.